Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất, ngày hôm nay như sau. 6 lời tiên tri của bà Vanga về vận mệnh thế giới trong năm 2022. Mới đây tờ Slobodo của Nga đã công bố một số lời tiên tri của bà Vanga về vận mệnh thế giới trong năm 2022. Trong đó có lời tiên tri liên quan đến một loại virus mới. Bà Vanga, 31 tháng 1 năm 1911-1996, là nhà tiên tri mù có nhiều lời sấm truyền gây rúng động thế giới. Bà được cho là đã đoán chính xác sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ và vụ đắm tàu ngầm quốc của Nga năm 2000. Trước khi qua đời vào năm 1996, bà Vanga còn đưa ra một loại lời dự đoán về vận mệnh thế giới trong tương lai. Vài năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu lần lượt công bố các dự báo của nhà tiên tri mùa qua từng năm. Mới đây, tờ Slobodo của Nga đã công bố 6 dự đoán về vận mệnh thế giới trong năm 2022 của bà Vanga. Những lời sấm truyền này của nhà tiên tri mù chưa biết có trở thành sự thật hay không nhưng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vậy 6 lời tiên tri đó là gì? 1. Con người sẽ quen với một loại virus mới. 2. Hai nhân vật quan trọng được sinh ra. 3. Nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra. 4. Sao Mộc có hoạt động đáng chú ý. 5. Có hai dòng tiền, các hướng là Đông và Tây, nước Nga trở nên giàu có, Trung Quốc thành siêu cường. 6. Những biến động về chiến tranh nổ ra trên thế giới. Lời dự đoán đầu tiên của nhà tiên tri mù dường như đang chỉ điểm vào mối quan tâm hàng đầu của nhân loại hiện nay là đại dịch COVID-19. Bà Vanga nói rằng, loài người sẽ quen với một loại virus mới. Bà không nói chính xác điều này sẽ xảy ra như thế nào, với sự giúp đỡ của hành động tiêm chủng hay miễn dịch tự nhiên. Nhưng bà khẳng định, loài người sẽ quen. Bà Vanga dự đoán, trong năm 2022 sẽ có hai nhân vật quan trọng của thế giới được sinh ra. Tất nhiên điều này sẽ phải đợi rất nhiều năm sau để kiểm chứng. Bà Vanga tiếp tục đưa ra tiên tri về các thảm họa thiên tai như lũ lụt, động đất, sóng thần. Thảm họa này không chỉ cướp đi tài sản mà còn hủy hoại sinh mạng. Nhiều sinh vật sống bị tiêu diệt ở đây. Không chỉ vậy, những người sốt sót sẽ chết vì bệnh hiểm nghèo, bà Vanga nói. Năm 2022 theo bà Vanga, sao Mộc có một hiệu ứng hấp dẫn kỳ lạ. Nó sẽ hút sự chú ý của các chuyên gia. Điều này sẽ được gây ra bởi hoạt động địa chấn và núi lửa đáng kể trong quỹ đạo của hành tinh trái đất. Và cuối cùng, năm 2022 là năm của người Nga. Người Nga sẽ trở nên giàu có, mặc dù họ không cầm tiền trong tay. Và Trung Quốc sẽ bứt phá trở thành siêu cường quốc trên thế giới. Trước đó đã có không ít lời tiên tri của bà Vanga về tương lai xa được đưa ra như, vào năm 2023, quỹ đạo của trái đất được bà Vanga dự đoán sẽ thay đổi. Năm 2028, nạn đói sẽ chấm dứt. Năm 2066, Mỹ sẽ cho ra mắt vũ khí gây biến đổi khí hậu. Năm 2304, con người sẽ tìm ra cách đi xuyên thời gian. Năm 2341, con người sẽ không còn có thể thở trên trái đất. Trong quá trình nghiên cứu về những lời tiên tri của bà Vanga, các nhà khoa học chỉ ra rằng, không phải lời sấm truyền nào của bà cũng trở thành hiện thực. Cụ thể, lời cảnh báo của bà Vanga về việc châu Âu sẽ chết vào năm 2016 được cho là không chính xác. Trừ khi nhà tiên tri mù muốn nhắc đến việc nước Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu, EU. Tại trận chung kết FIFA World Cup 1994 từng được bà Vanga dự đoán rằng sẽ có sự góp mặt của hai đội bóng bắt đầu bằng chữ B. Và một cuộc chiến hạt nhân từng được cho là sẽ nổ ra vào khoảng 5 năm 2010 đến năm 2014. Theo nhà tiên tri, năm 2022 sẽ có chiến tranh hoặc biến động nghiêm trọng, nhiều người Nga sẽ giàu dù không cầm tiền trong tay. Điều gì đang chờ đợi cư dân trên hành tinh, đặc biệt là người Nga, vào năm 2022? Bà Vanga đã chia sẻ lựa chọn của mình về mốc thời gian này. Theo tờ Hành động và Lời nói của Nga ngày 13 tháng 7, những tiên đoán của nhà tiên tri người Bulgaria Vanga được đưa ra cho một thiên niên kỷ phía trước. Nhiều dự đoán trong số đó đã trở thành sự thật, trong khi cũng có nhiều tiên đoán không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng điều quan trọng cần ghi nhớ một điểm nhà thấu thị rất bí ẩn người Bulgaria đã nói lên những tiên đoán của mình, đôi khi thậm chí bằng những cụm từ vụn vặt. Dự đoán nào có thể trở thành sự thật vào năm 2022? Điều đầu tiên và có lẽ là mong muốn nhất là liên quan đến tình trạng lây nhiễm virus corona chủng mới hiện nay. Theo những ghi chép của nhà thấu thị, loài người sẽ quen với một loại virus mới. Nhà tiên tri này không chỉ rõ chính xác điều này sẽ xảy ra như thế nào với sự trợ giúp của tiêm chủng hoặc miễn dịch tự nhiên, báo Nevsky Novosti viết. Nhìn chung, theo những dự đoán của bà Vanga, năm 2022 sẽ là một năm đầy biến động. Sẽ có chiến tranh hoặc biến động nghiêm trọng, điều này đúng ra sao chỉ có thời gian mới trả lời được. Một dự đoán khác liên quan đến vấn đề tiền bạc, Vanga tin rằng vào năm 2022 sẽ có hai dòng tiền, các hướng sẽ là Đông và Tây.
niềm vui như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng đến Nga một phần. Người Nga sẽ trở nên giàu có, mặc dù họ không cầm tiền trong tay. Nhưng hạnh phúc vào năm 2022 sẽ được tìm thấy bởi những người, giữa một luồng dối trá, sẽ có thể tự hình nhận biết được sự thật. Để bảo vệ phẩm giá của chính mình, bạn phải nắm chặt tay, dự đoán của bà Vanga được báo Nga nêu lại. Bà Vanga, tên thật là Vangelia Gasterova, được mệnh danh là Nostradamus của vùng Balkan, nổi tiếng với những dự báo lạ về thế giới cho tới tận năm 1079. Theo The Sun, bà Vanga bị mù vào năm 12 tuổi, cùng thời điểm đó bà cũng biết mình đã nhận được món quà cực hiếm từ Chúa Trời, đó là khả năng nhìn thấu tương lai. Nhà tiên tri này dự báo, năm 1079 vũ trụ này sẽ không còn tồn tại và bà được cho là đã dự báo đúng những sự kiện lớn sẽ xảy ra. Bà Vanga biết trước về sự sụp đổ của Liên Xô, sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, cái chết của công nương Anh Diana, thảm họa Chernobyl. Trước khi qua đời ở tuổi 85 vào năm 1996, nhà tiên tri mù dự báo 2021 sẽ là năm tìm ra cách chữa bệnh ung thư. Vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ thoát khỏi bệnh ung thư. Sẽ đến ngày bệnh ung thư bị trói bằng xích sắt. Tuy nhiên, mọi chuyện với Tổng thống Donald Trump có vẻ không ổn khi ông rời Nhà Trắng. Bà Vanga dự báo, ông Trump sẽ mắc một căn bệnh bí ẩn. Và rằng, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ bị ốm vì một bệnh lạ, khiến ông bị mất thính giác và chấn thương não. Nhà tiên tri này còn dự báo, nền kinh tế châu Âu sẽ sụp đổ, các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ tổ chức một cuộc tấn công ở châu Âu. Những kẻ cực đoan sẽ dùng vũ khí hóa học chống người dân châu Âu, bà Vanga dự báo. Thế giới sẽ phải hứng chịu nhiều trận đại hồng thủy và những thảm họa lớn. Ý thức con người sẽ thay đổi, thời kỳ khó khăn sẽ ập tới, mọi người sẽ bị chia rẽ bởi niềm tin của họ. Chúng ta sẽ chứng kiến những sự kiện tàn khốc, có thể làm thay đổi số phận và vận mệnh của nhân loại. Việc sản xuất xăng sẽ dừng lại, thế giới sẽ được nghỉ ngơi. Nhà tiên tri này dường như muốn nói rằng, các đoàn tàu sẽ bay bằng năng lượng mặt trời khi dự báo dừng sản xuất xăng. Dự báo kỳ quặc nhất của bà Vanga có lẽ là, năm 2021 một con rồng sẽ chiếm lấy hành tinh. Một con rồng sẽ chiếm đoạt nhân loại, ba người khổng lồ sẽ đoàn kết, một số người sẽ có tiền đỏ. Tôi thấy các con số 100, 5 và rất nhiều số 0. Theo The Sun, những dự báo của bà Vanga không nên hiểu theo nghĩa đen. Thay vào đó, nên hiểu rồng nghĩa là Trung Quốc, ba người khổng lồ là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, và tiền đỏ là đồng 100 NDT, tờ tiền 5.000 rúp vì cả hai đều có màu đỏ. Bà Vanga còn dự báo, trong vòng 200 năm tới, chúng ta sẽ liên lạc được với người ngoài hành tinh. Sự sống trong vũ trụ sẽ được phát hiện và đột nhiên chúng ta sẽ biết rõ sự sống trên trái đất lần đầu tiên xuất hiện như thế nào. Thêm vào đó, mọi người sẽ liên lạc với anh chị em tâm linh của họ từ các thế giới khác. Những dự báo của nhà tiên tri này có đúng hay không chỉ có thời gian mới biết. Dự đoán tương lai, mặt trời sẽ bất tỉnh. Vào năm 2030, các nhà khoa học cảnh báo trái đất có thể sẽ rơi vào kỳ băng hà mini. Daily Mail hôm 10 tháng 7 đưa tin một nghiên cứu mới đây đã đưa ra dự đoán chu kỳ của mặt trời giữa năm 2020 và 2030 sẽ gặp những biến động dẫn tới một hiện tượng được gọi tên là Mondor Minimum, tiểu băng hà từng xảy ra trong khoảng thời gian từ 1646 tới 1715. Mô hình mới của chu kỳ mặt trời trong khoa học hiện đại đang tạo ra những dự đoán chính xác chưa từng thấy về sự mất quy luật trong 11 năm qua của mặt trời. Điều đó dựa trên những hiệu hứng trong hai lớp của mặt trời, trong đó một lớp gần với bề mặt và lớp còn lại sâu bên trong vùng đối lưu của nó. Theo kết quả nghiên cứu của giáo sư Valentina Chakova công bố tại Hội thảo Thiên văn Quốc gia tại Yandakno, xứ Wales, những dự đoán từ nghiên cứu mô hình mới nói trên cho thấy hoạt động của mặt trời sẽ giảm 60% trong những năm 2030 xuống mức tương đương như trái đất đã từng chứng kiến trong thời kỳ Tiểu băng hà, bắt đầu năm 1645. Theo đó, chu kỳ này sẽ bắt đầu vào năm 2022. Và tới chu kỳ tiếp theo từ 2030 tới 2040, hoạt động của mặt trời sẽ giảm thêm đáng kể và tới mức mặt trời gần như đi vào bất tỉnh, đánh dấu thời kỳ tiểu băng hà. Hồi năm ngoái, các nhà khoa học cảnh báo mặt trời đang hoạt động ở mức thấp nhất trong 100 năm qua và tình trạng đó có thể khiến nhiệt độ trên địa cầu giảm. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA năm 2013 cũng cảnh báo một hiện tượng bất thường đang xảy ra trên hệ mặt trời. Theo NASA, lẽ ra 2013 là năm mà hoạt động của mặt trời đạt mức cao nhất trong chu kỳ 11 năm. Tuy nhiên, các bức ảnh mà họ thu thập cho thấy mặt trời hoạt động tương đối yếu. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé!